Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ chào đón quý khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, cây lưỡi hổ là loài cây được ưa chuộng trong trang trí nhà cửa với mục đích phong thủy. Tuy nhiên, cây lưỡi hổ ra hoa lại là hiện tượng không thường xuyên và khá hiếm gặp. Vậy nó có ý nghĩa gì đặc biệt mà nhiều người lại mong chờ đến vậy? Và làm cách nào để cây lưỡi hổ ra hoa? Mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ là loài cây phổ biến được dùng để trang trí trong nhà, bàn làm việc, cơ quan. Không chỉ có tác dụng làm đẹp, tăng không gian xanh mà chúng còn có ý nghĩa to lớn trong phong thủy. Theo văn hóa phương Đông, cây lưỡi hổ được xem là loài cây giúp xua đuổi tà ma, chống lại ma quỷ và những điều không may mắn trong cuộc sống. Với hình dáng thẳng đứng, cứng cáp, nhưng chiếc lá giống như lưỡi dao giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều xấu, thể hiện sự quyết tâm đứng lên không ngại khó ngại khổ, cũng như thể hiện sự quyền uy danh vọng. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa may mắn, giúp gia chủ phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào, công việc thuận lợi. Vì thế đây là món quà được nhiều người lựa chọn để mang tặng bạn bè, đối tác, những người thân yêu vào những dịp đặc biệt. Trong đời sống, cây lưỡi hổ giúp cho căn phòng thêm sang trọng, hài hòa và không bị rối mắt bởi những bức tường hoặc thiết bị nội thất thô sơ khác. Không những thế, trồng cây lưỡi hổ ở các khu vực như nhà máy, bệnh viện, văn phòng, vân vân sẽ tạo cảm giác thoải mái, an toàn, gần gũi với thiên nhiên hơn. Cây lưỡi hổ có ý nghĩa phong thủy tốt nên đặt cây gần lối ra vào của tòa nhà, văn phòng, chung cư, cửa nhà với mục đích cho phép tám đức tính quý giá đi vào trước theo phong thủy. Vị trí tốt nhất để đặt cây trong văn phòng hoặc nhà của bạn là vị trí hành mộc của cây, hướng đông nam, hướng nam và các góc phía đông là những điểm phong thủy tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ. Thứ hai, đặc điểm hoa của cây lưỡi hổ. Do sự hiếm gặp của hoa lưỡi hổ nên không phải ai cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Hoa của chúng đẹp, thơm dịu và có nhiều nét đặc trưng riêng. Hoa lưỡi hổ có màu trắng, thường là trắng xanh hoặc trắng vàng, cuống hoa dài, bên dưới là những cụm hoa nhỏ mọc theo cành. Cánh hoa dài khoảng 3,5 cm, gồm 6 cánh thuôn dài. Hoa chủ yếu nở về tầm chiều, tuyệt đối không nở vào sáng sớm hay ban ngày. 4 giờ là khoảng thời gian hoa bắt đầu hé cánh. Khi hoa tàn, bạn có thể sử dụng hạt ở bên trong hoa để nhân giống. Thời gian đầu khi mới chớm nở, hoa lưỡi hổ mang mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Đến khi nở rộ, mùi hương sẽ gắt hơn. Một chu trình từ khi chớm nở đến khi hoa tàn sẽ rơi từ 5 đến 7 ngày. Nếu biết cách chăm, hoa lưỡi hổ sẽ ra thường xuyên từ tháng 9 đến tháng 2 hàng năm. Thứ ba, ý nghĩa của cây lưỡi hổ ra hoa. Cây lưỡi hổ ra hoa không thường xuyên, bởi vậy mà chúng càng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Theo quan niệm xưa, đây là dấu hiệu điềm lành sẽ tới với gia chủ. Trong năm đó, người trồng cây sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Không chỉ vậy mà công việc cũng sẽ thuận lợi hơn, sự nghiệp ổn định hơn, tiền tài dồi dào, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy nếu ai đang trồng cây lưỡi hổ thì hãy chú ý chăm sóc để cây phát triển tốt và sớm có hoa nhé. Thứ tư, cây lưỡi hổ hợp với người mệnh gì? Nếu bạn quan sát sẽ thấy lá của cây lưỡi hổ có màu xanh và viền vàng với hình nhọn giống lưỡi dao. Đây là những gam màu phù hợp với người mệnh thổ và kim. Vì vậy cây lưỡi hổ từ trước đến nay được xem là bùa hộ mệnh tương sinh cho người mệnh thổ và mệnh kim. Những người mệnh thổ và mệnh kim có màu bản mệnh là màu vàng. Vì vậy với màu sắc của cây lưỡi hổ, đây sẽ là yếu tố phong thủy bổ sung cho hai mệnh này trong cuộc sống. Cây lưỡi hổ sẽ giúp cho hai mệnh này phát huy được vận thế tốt, sự nghiệp thành công, nhiều việc thuận lợi và hanh thông. Người mệnh thổ và mệnh kim khi lựa chọn cây lưỡi hổ trồng trong nhà nên chú ý đến không gian xung quanh để lựa chọn kích thước cây cho phù hợp và nên đặt ở hướng nam. Đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ tầm trung bình, gia chủ không nên chọn cây quá to và rậm rạp, sẽ làm giảm ánh sáng chiếu cũng như không gặp được nhiều may mắn. Đối với tuổi, cây lưỡi hổ sẽ hợp với người tuổi Ngọ.
tuổi Ngọ thường biết đến là những người mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết. Họ hướng ngoại, xuất chúng và có khả năng lãnh đạo tốt. Về mặt tài chính họ cũng rất tốt, bởi biết cách kiếm tiền và giữ tiền giỏi. Nhưng tính cách này rất hợp với cây lưỡi hổ, loại cây có lá vươn thẳng, cứng cỏi và độc lập. Cũng đồng thời, người tuổi Ngọ đôi khi lại quá nóng nảy, ham lợi lớn, nên dễ dẫn đến công việc thất bại, làm ăn thua lỗ. Trồng cây lưỡi hổ sẽ giúp họ xua tan đi vận khí không tốt, đẩy lùi những điểm xấu và mang nhiều may mắn tài lộc đến cho gia chủ. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ mệnh hỏa, Đức Mậu Ngọ 1978, khi trồng cây phong thủy cần nhớ tránh trồng thủy sinh, vì nước thuộc hành thủy sẽ tương khắc, khiến cho tài lộc bị kìm hãm. Riêng người sinh năm Canh Ngọ 1990, vì họ thuộc mệnh thổ, kỵ màu xanh của hành mộc, nên cần lưu ý khi chọn trồng cây phong thủy là cây lưỡi hổ. Nhớ người tuổi Ngọ sinh nhằm các năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 và 2014. Cuối cùng là cách chăm sóc để cây lưỡi hổ ra hoa. Người trồng cây lưỡi hổ nào cũng mong muốn cây của mình có thể sớm đơm hoa. Trên thực tế, mỗi người sẽ có những phương pháp chăm tưới khác nhau để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, tự chung vẫn cần đáp ứng một số tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là đất. Đây là yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ của cây lưỡi hổ. Chúng không kén đất, nhưng nếu người trồng không để ý thì cũng rất dễ mắc sai sót. Với người mới, bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi bắt tay vào trồng cây. Do lưỡi hổ là cây không ưa nước, do vậy đất trồng cây cần có độ tơi xốp nhất định. Bạn chỉ cần trộn vào đất trồng thông thường một chút đất mùn, đất lá mục và cát đổ vào chậu cảnh là cây đã có đủ sức để sinh trưởng tốt. Thứ hai là nước. Cây lưỡi hổ ra hoa không cần tưới quá nhiều nước. Việc thường xuyên chăm tưới có thể khiến cây bị dư nước và chết dần. Vậy tưới nước cho lưỡi hổ như thế nào là đúng cách? Một số lưu ý sau bạn cần quan tâm. Vào mùa lạnh hoặc trong điều kiện điều hòa mát mẻ, bạn không cần tưới nước quá thường xuyên. Mật độ chỉ cần một lần một tháng, hoặc chờ đến khi đất trồng cây khô hẳn rồi mới tưới nước. Với mùa hè thì có thể thường xuyên hơn, tần suất một tuần một lần. Tưới nước khi lá có hiện tượng rũ xuống. Quy cách tưới nước: tưới dọc theo thân cây, bạn cần hạn chế tưới vào giữa cụm lá, bởi nước sẽ khó thoát, gây ứ đọng, cây chết vì ốm. Nếu có thể, bạn nên sử dụng nước mưa hoặc nước đã qua chưng cất để tưới cho cây. Nếu sử dụng nước máy thì nên để ngoài khoảng 48 tiếng để giảm bớt nồng độ clo trong nước. Khi lá cây có hiện tượng bụi bẩn, bạn chỉ cần lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau bề mặt lá. Nhiệt độ và ánh sáng: cây lưỡi hổ sống được dưới ánh sáng trực tiếp, tuy nhiên tốt nhất vẫn nên để cây trong nhà, trong văn phòng hay nơi có nhiều bóng râm. Lưỡi hổ là cây có khả năng chịu rét kém. Nhiệt độ trung bình cho cây phát triển là 15 đến 30 độ C. Cây sẽ chết nếu nhiệt độ nhỏ hơn 10 độ C. Lưỡi hổ vì vậy không phù hợp để trồng trong điều kiện ngoài trời mùa đông ở miền Bắc. Nếu bạn trồng cây trong phòng kín, hàng tuần nên mang cây ra tắm nắng. Có vậy, chúng mới dễ dàng sinh sôi và mang lại nhiều tín hiệu tốt lành. Phân bón: để đảm bảo cây sinh trưởng ổn định, không có sâu bệnh, bạn cần cung cấp phân bón cho chúng, trung bình là 3 tháng một lần. Hoặc bạn có thể dùng que dinh dưỡng chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Một que dinh dưỡng có thể cung cấp dinh dưỡng sạch cho cây trong thời gian 2 tháng. Phương pháp này giúp bạn đỡ tốn công sức và chi phí đáng kể. Rễ cây lưỡi hổ phát triển khá nhanh, bởi vậy để đạt hiệu quả ra hoa như mong muốn, người trồng cần chú ý thay sang chậu to hơn ngay khi rễ cây lấp đầy cả chậu. Một lưu ý nữa là khi thay chậu, bạn cần lựa chọn đất xốp, thêm vào đó là cát to để đảm bảo khả năng thoát nước của cây. Lưu ý cây rất dễ bị úng và đọng nước. Trồng cây lưỡi hổ không khó, nhưng để cây thuận lợi ra hoa thì cần một quá trình chăm sóc kỹ lưỡng và dài hạn. Nắm được các kỹ thuật trồng này, phần nào sẽ giúp thúc đẩy quá trình ra hoa của cây. Trên đây là một số thông tin về cây lưỡi hổ ra hoa. Hy vọng đã giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức về hoa lưỡi hổ, ý nghĩa sâu xa của chúng và biết cách làm sao để trồng cây lưỡi hổ mau chóng ra hoa, để hưởng lộc và may mắn do cây mang lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.